Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft thử thách. Thì trong những cái clip đầu tiên sau khi mình đi học về thì có rất là nhiều bạn comment bảo mình rằng là anh ơi đập Lucky Block đi, hay là cài mod Lucky Block vào chơi đi. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là cài mod Lucky Block vào và thực hiện cái thử thách là đập tổng cộng là 640 Lucky Block. Mong rằng là điều suối quẩy sẽ không đến với mình và may mắn nó sẽ hiện hữu. Đấy. Bây giờ mình sẽ đập thử chín. Ui, cái gì đây? Ê, mình không dùng cái này đâu. Cái này là trừ, hình như là trừ 100 độ may mắn. Ôi trời ơi, được cả con ngựa vàng luôn. Thơm vậy. Gì đấy? Tàng hình, mình được tàng hình các bạn. Ui, thịt, à nhầm. Bánh. Bánh quy. Hồi máu này. Ôi, kinh nghiệm rất là nhiều luôn. Nhảy cao à. Hên quá. Rồi, ok, nhanh nhẹn để cao hấp thụ. Có lẽ là mình giai đoạn hên là bắt đầu rồi đấy. Rồi, ok. Được mấy cái đầu con Creeper cũng như là đầu thây ma. Không. Mình là Creeper. Đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Cái đầu ra lão phù thủy này. Ok, ngọc Ender. Mình sẽ lấy ngọc Ender để có gì là thoát thân. Thoát thân cho dễ. Chúng ta có gì đây? Không có một cái gì, cái dương quý bắp. Dơm. Ui bốp. Cái thằng trẻ trâu này. Mày nghĩ anh là ai? Mày bị lừa rồi. Ôi thì mình ném xa quá. Mình ném xa quá các bạn. Không sao. Quay lại đây đập tiếp. Ồ. Thuốc tàng hình này. Ôi chủ lại thằng bố nó. Hey man, chưa thấy kiếm kiếc gì đã gặp mấy cái thằng hãm tài này rồi. Không sao, mình cố gắng chịu đựng được. Đối với 640 cái Lucky Block thì mong rằng là sẽ đập ở hết ở một cái tập đầu tiên này. Nếu đen quá thì thôi. Ồ, giáp. Đó. Có cái gì đây? Mình cần thức ăn, mình sẽ ném thức ăn vào cái này. Wow! Kim cương. Ôi, làm luôn bộ giáp kim cương ta. Chúng ta sẽ làm luôn vào ngay bộ giáp kim cương nó nóng hổi. Ngon quá, đúng là do ăn ở tốt. Thực ra thì mình chưa gặp. Rồi ok. Chưa gặp cái đập ra được cái gì nó gọi là khó khăn cả. Toàn cái ngon thôi. Ui cá này. Cá này mà sang đảo rồng thì có phải phê biết mấy. Nhưng mà mình sợ rằng là phá map lên là thôi. Thỏ mình không cần. Chó à. Ui. Hay đấy. Mình sẽ cho chúng nó đứng dậy hết. Có gì sinh ra mấy cái con kia nó sẽ quất. Dậu. Có mấy cái hiệu ứng này nhìn đi có vẻ rất là nhanh luôn. Hey boy. Một đàn luôn. Quả đập Zumbai thì thôi phê lòi. Nhưng chỉ sợ là TNT bọn này nó xong con ong thôi. Đĩa gì. Ô giáp.
Thôi. Giáp đầu, giáp chân không có thì thôi mình không lấy nữa. Đầu mấy cái con khỉ ho của gái này mình sẽ không đội. Rồi ok, tiếp tục. Đập nhanh chóng thôi. Ui táo này, ngon quá. Cũng thật chứ, ăn ở gọi là mình là tốt lắm ấy. Ôi phẩm màu gọi là thuốc nhuộm. Kinh nghiệm rất là nhiều luôn nhưng mà mình không cần. Trứng rồng. Wow! Trứng rồng. Quá trời ơi. Nói thật chứ, cái này gọi là lucky block rồng rồi. Các bạn thấy không? Ở cái mình vẫn ép luôn cả cái bản mốt rồng vào đây mà. Nên là tỷ lệ ra trứng rồng mình cũng chả biết được. Độ đẹp trai thì nó sẽ ra được trứng rồng thôi. Ui. Ui đại 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 ca đại ca đại ca. Em xin lỗi. Em nói em nói xạo. Ui kiếm 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 mày quá. Trời Phật. Đó. Mình nghĩ rằng là có lẽ là mình không 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 thể đập được hết 640 cái lucky block ở đâu. Nên là chờ tập 2 thôi. Ui cái gì TNT đá đỏ các kiểu này. Đèn điếc thì thôi. Ui. Rồi cho tình thêm 4 cục nữa mình đã nhiều rồi chớ lại cho thêm nữa. Không sao, dùng vậy. Nó cho thì dùng nó của. Lại tiếp luôn hả? Really? Rồi luôn, chết ngạt trong bức tường luôn. Ôi kiểu Rainbow. Cái gì cần câu à? Hero Fishing. Cần câu anh hùng à? Ôi trời ơi. Nhà nhún luôn. Tưng tưng. Té đi. Rồi luôn còn không té được luôn. À đây được rồi. Ôi thức ăn rất là nhiều luôn. Nhưng mình không cần thức ăn nữa. Mình phải tránh xa nơi này ra. Đó. Tiếp tục nào. Đập nhanh nhanh lên. Mình được quả trứng rồng là mình biết mình độ độ đẹp trai nó như thế nào rồi. Thật chứ. Ôi lại tiếp tục này. Ngon. Đấy mình thích cái cộng 100 may mắn này là mình thích lắm ấy. Thức ăn thức ăn thức ăn. Bánh quy bơ. Wow. Phê. Phê như con TT. Mình sẽ nhảy nhảy cả tưng. Ui. Biết ngay mà thật chứ. Mình thấy cái lucky block này nó tỷ lệ may mắn đối với mình kiểu như 100% ấy đấy. Ra mỗi cục ấy nè. Lục bảo là ấy, mình cần đến cái này. Mình cần đến mấy cái xô này. Có gì thì đấy, nhìn cái quả trứng rồng này là mình thấy ưa lắm rồi. Thôi cắt té 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 té. Ôi rồi đập mãi. Ôi trời ôi. Ôi. Em xin lỗi anh ơi. Em sai rồi. Ôi. Chúa đông như quân Nguyên Mông này mình chơi với ai mất hết hiệu ứng rồi. Sai lầm khi mình ăn uống sữa để gọi là nút 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 rồi ok chó đâu rồi đánh đi hộ anh em lại phải xoắn bọn này á hả yo 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 ôi ôi lại được cái thằng trẻ trâu cưỡi gà này nữa mình đi sợ gì anh chạy trước.
Đuổi đi, đuổi. Tuổi, tuổi gì? Ồ, chúng ta được cái gì đây? Cung, cung, cung nhưng mà không không có tên. Mình không có tên. Cái này trừ 100%, mình không thèm. May mà bắt đấy mình ăn sữa vội đây, không thì bọn Zumba nó đập chết mình à. Ô, kiếm sắt các kiểu này, kiếm gỗ này, hên vậy. Mình chỉ dám ôi trời, đứng xa để đập thôi, sợ điều gì đen đủi đến với mình là nó sẽ khiến mình gọi là đi ngủ mới run. À quên, để đỡ mất thời gian thì mình sẽ sử dụng lệnh keep inventory. Đấy. Đâu ta? Wow, wow. Mình còn quên luôn cả cái lệnh rồi, thôi cả đi. Chắc là không sao đâu. Sao? Ôi sổ. Sống chết mặc bay vậy. Bè mình chơi kiểu sống chết có số ấy. Thôi. Té tiếp. À thằng kia nó đánh anh kìa. Ôi trời ôi em ơi, đúng rồi. Mày đánh tao là mày sai lầm đấy. Thật ý. Ôi trời ơi. Thế bây giờ là chú ra kiểu gì? Chú là chú chưa có. Mày quá trời ui. Thôi làm, mình sẽ làm luôn một cái cúp kim cương để có gì là giải cứu mình. Chứ mình mà gặp vào tình thế đấy một lần nữa thì thôi, cuộc đời coi như lụi tàn. Biết đi về đâu. Cuộc đời mình sẽ coi như lụi tàn, tự nhiên lag quá ta. Rồi, ok hết lag rồi. Lắc đột ngột. Đó, tự nhiên lắc đột ngột. Rồi lại hết lắc. Mày đùa tao à? Rồi ok. Có rồi, hơi té đó. Rồi, ê, 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 có cái chân này. Ôi trời ơi. Cho em ra khỏi đây. Ok, chúng ta lại tiếp tục. Sorry nha, mình có một chút việc bận nên là mình ngừng quay clip. Giờ mình sẽ lại tiếp tục quay lại. Chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình thôi. Bây giờ mới... còn lại 16, 15 cái lucky block. Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy anh? What? Không thể tin được. Mình không thể tin được cái thằng thỏ này. Hư vậy. Mình có làm gì nó đâu. Thật chứ. Thỏ lại đi đánh người, hư thật. Thôi may quá. May quá mình không có thiệt hại vì tổn thất. Vẫn còn quả trứng rồng đây. Mình chỉ thiệt hại về tinh thần thôi. Tí nữa mình thử up cái quả trứng rồng xem được không. Chịu, chịu. Vẫn còn bộ giáp kim cương đây. Có lẽ là nó mình cướp bộ giáp của nó định tẩn mình à. Thì anh xin lỗi nhá. Rất là ngon, bộ giáp kim cương rất là ngon các bạn. Thơm lừng. Rồi tiếp tục rồi. Ui TNT à. Ui rất là nhiều bí ngô luôn. Ui kiếm kiếm kiếm. Thật chứ ăn ở lương thiện nó khác ngay.
hero luôn, anh hùng kiếm anh hùng đấy, không phải đùa đâu, chứ không 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 phải dạng vừa đâu. Rồi luôn, chui luôn vào cái nhà dính dính này. Mình sẽ tiện đây nhảy ra đây đập luôn cái quả lucky block bên kia đi. Dùng cúp đập cho nó phê nhỉ. Ui trời ơi, dùng bài khổng lồ. Chạy đôi. Em không nhìn thấy anh mà anh cũng không nhìn thấy em. Đấy là nguyên tắc. Cái gì đấy? Wow. Well well. Thôi mình không thèm đọc. Cá. Thật chứ mình đập. Ui. Mình đập lucky block này mắc hết luôn ấy. Thế này gọi là hết lắm rồi. Ủa kim cương vừa lấy mình rơi đâu hết rồi. Thôi bỏ đi. Cần câu. Chúng ta không quan tâm. Ôi mình vẫn còn rất là nhiều chó ấy. Tí nữa các bạn có thể là muốn mua thịt chó thì có thể liên hệ với mình. Đấy. Giá rẻ thôi. Anh em lấy giá rẻ với nhau thôi. Ăn mấy cái này vào. Rồi ok. Mỗi tôi là không có hiệu ứng nhảy cao đâu. Mình thích nhảy cao hơn. Ôi súp. Đây. Đây là sẽ thể hiện sự may mắn đối với mình. Trời ơi. Ok fine. Chó sói bị nổ tung. Chó sói bị nổ tung là biết rồi. Toàn ra mấy cái cuốc xẻng gậy gọc cái hoa nữa. Còn có cả hoa nữa. Hôm nay có phải 20 tháng 10 đâu. Game tâm lý vãi. Ôi trời ơi, toàn cần câu thôi. Ôi trời ơi, ui rồi, hàn block kim cương à? Cái gì đây, cái này là gì đây? Cái này TNT phải không? Trai! Biết ngay mà. Bốc hơi ngay. Ui trứng gì đây? Giận. Creeper. Bộ xương hay quái vật. Thôi thôi, quái vật nhún. Mình không chơi bọn đấy. Mình cũng không phải đồng. Khá lắm. Thằng nhóc. Nhưng mà hãy yên tâm. Tao đã tìm ra giải pháp để đập chết mày. Thật sự mình ghét khi chui vào đây. Kiếm. Lucky à? Kiếm Lucky à? Kiếm này cũng thuộc dạng may mắn à, đập nó may mắn à. Ok, tí test thử xem nó may mắn ấy. Ôi dồi ôi. Đây cũng kia cũng lucky à. Boom. Kim cương. Hai xịt cục kim cương đập vào mồm, méo mồm luôn. Chạy thôi. Ấy nha, các bạn thấy không? Hai xịt cục kim cương đập phát vào mồm méo mồm luôn. Mình thử vứt cái cục hắc diệm thạch vào đây này. Không được à? Chị đập được hạt vàng à, vứt được hạt vàng ạ. Ui trời ơi, mắc nhiều thức ăn luôn nhưng mà thôi mình không có cần. Hoa này thật chứ. Tâm lý kinh khủng luôn. Ôi. Cái thằng người xương cưỡi thêm cả con ngựa. Ủa cái này không được cái gì à? À kia đây. Bụp. Đấy. Phát một quả block kim cương đập thẳng vào mồm. What the hell man. Ok I'm fine.
đây là biểu hiện của núp. Ôi trời ơi. Thịt rất là nhiều luôn. Đúng thật chứ, người ăn ở tốt thì mãi mãi may mắn thôi. Đấy, đây là biểu hiện người ăn ở tốt. Đấy, các bạn cứ noi gương mình nhá. Ôi, thằng Creeper này thử đánh. Ui, nổ to quá ta. Khỏe quá mức à? Khỏe quá mức mà cũng chết à? Kiểu như vừa mới bơm doping mà. Đấy. Ăn phát vào khỏe quá mức ngay. Game còn phải thông báo là bạn ơi bạn khỏe quá chuẩn bị chết hết quái vật ở trong game mà. Ôi trời ơi, ngựa lắm thế. Mình không phải tuổi ngựa đấy. Chó, thôi chó mình cũng không thèm lấy đâu. Mình lại quay lại chỗ cũ à? Rất là nhiều luôn. Mình đang cần tìm một chỗ bằng phẳng để có thể là đập nhiều hơn. Đập được dễ hơn nếu có gì là còn chạy chết tốt. Yeah. Còn kiểu đập liên tục luôn nhá. Ui. Mày nghĩ tao chống lửa đấy mày à? Mày nghĩ gì? Thật chứ mình sợ gì mình bơi trong lava luôn. Trời ơi mấy em sai lầm khi cho cái này vào Lucky Block, bởi vì sao? Mình tính cả rồi. Nói phét ít thôi. Lấy thịt tí nữa ăn đã. Cháy lắm đấy men. Ôi luôn, được luôn bộ này ngon nhỉ. Rồi, ok đẹp trai. Ui trời ơi. Ôi, em xin lỗi. Em chạy đây. Em là được cái chạy chết rất là nhanh luôn. TNT rất là nhiều. Nhưng mình không có cần. Ấy, thằng người này. Người này mình có thể đổi đồ. Ui chú, con cá. Xin lỗi mày chứ đây không phải là nước. Rất là nhiều vàng luôn. Bốp à, solo à? Hả, thôi. Chị thôi đéo, không được rồi anh em ơi. Không được rồi, tôi thấy có gì sai đây. Chạy đây, chúng nó kết hợp vào ghê quá. Cái thằng bốp này nhá, hư. Đuổi anh, hư. Ui, hồi nó đập cũng đau chứ. Nó đập cũng đau lắm chứ. Nhưng mà phải. Mày làm sao? Thằng này bị là sao? Ui trời, vứt luôn quả TNT xuống nước. Cái kiếm này mình hiểu nguyên lý hoạt động của nó là bởi vì là nó xuất hiện cái hiệu ứng ngẫu nhiên ấy. Đấy, hồi máu cho mình này. Nhìn dưới nước à? Tao đi chơi thì cho mày ở đây mình nhảy. Đen rồi, sao lại đào chậm ở đây? Trời ơi, thôi uống sữa vào vậy. Uống sữa vào phải chịu thôi, biết làm sao được. Bộ giáp chống lửa của anh có thể là coi chú như là một cái cùi bắp gì đó, nhưng mà vẫn phải chạy ra nhanh.
mày biết đẩy lùi không? Trời ơi, nó vào trong kia luôn. Thôi té, không chơi mấy thằng củ chuối nữa. Ui mệt quá, mệt quá. Cái gì vậy ba? Con cái vẫn chưa tha cho mình nhỉ, nó vẫn lang thang ở đây. Đâu rồi? Đây còn 15 lucky block này, mình sẽ đập nốt. Tính ra là mình đập được 2 stack rồi. Ui lại đào chậm kìa. À chơi với nó là chơi ngu rồi. Mình thấy từ đầu là thấy sai sai rồi. Chả không có sữa làm tao ra. Bò thì không có. Ok chúng ta sẽ đi tìm bò. Nhưng mà bò ở đây thì hiếm hoi lắm. Vắt sữa ngựa. Ngựa này người này ngựa chết đói nên không có sữa. Vắt sữa dê. Vắt sữa cừu chứ không phải vắt sữa dê. Dê ok. Nhầm. Ai ui. Thôi. Ui đây 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 có bò à, không. Lừa đây, vắt sữa lừa. Trời ơi, mỗi con bò có sữa ta. Mà cái này trời tận 3 phút lận. Ok, có lẽ là mình sẽ dừng cái phần 1 ở đây. Và nếu các bạn yêu thích cũng như là cái video này được 1.000 like ấy, để ủng hộ mình làm phần thứ 2 thì mình sẽ cố gắng là làm nhanh nhất có thể. Còn không thì cứ túc tắc thôi. Bởi vì là mình còn đang lên ý tưởng làm rất là nhiều series khác nhau. Nên là mong rằng là các bạn đừng tiếc gì một like và một comment ở phía dưới ấy, để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì mình sẽ test xem cái quả trứng rồng này. Ôi, rồng kim cương luôn hả? Ngon vậy. Cái quả trứng rồng kia là nó auto. Nó kiểu như random ấy. Ôi trời ơi. Số mình hên quá ta. Rồng kim cương luôn. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.